Sancho và Maguire nằm trong danh sách thanh lý của Manchester United. Huấn luyện viên Erik ten Hag đã lên danh sách 4 cầu thủ ông muốn bán trong hè này, trong quá trình cắt giảm đội hình Manchester United. Trong đó gồm cả thủ quân Harry Maguire và cầu thủ chạy cánh Jadon Sancho. Ten Hag dự định sẽ bán Harry Maguire, Fred, Scott McTominay và Jadon Sancho trong 2 tuần tới để khởi động quá trình tinh giản đội hình. 4 cầu thủ trên đã không được đảm bảo suất đá chính trong mùa giải đầu tiên của Ten Hag. Sancho thi đấu nhiều nhất ở mùa trước, khi đá chính 21, 26 lần ra sân ở Premier League. Điều đó giúp anh có nhiều phút ra sân hơn Fred, dù cầu thủ người Brazil có 35 lần ra sân ở giải đấu cao nhất, nhưng chỉ có 12 lần đá chính. McTominay đá chính 10 trong số 24 trận ở Premier League, trong khi Maguire đá chính 8 trận, vào sân từ băng ghế dự bị 8 trận. Ten Hag đã đưa ra quyết định dứt khoát về những người mà ông muốn giữ lại. Chiến lược gia người Hà Lan biết rằng, một đội bóng chỉ hoạt động tối ưu khi mọi người hoàn toàn tập trung và tham gia vào bộ máy, và tốt hơn hết là loại bỏ những người không tham gia vào các kế hoạch dài hạn. Điều này đã đặt Maguire vào tình thế khó khăn, đặc biệt là khi huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh Gareth Southgate nói rằng anh cần được đá chính thường xuyên tại Premier League để giữ suất tham dự Euro 2024. West Ham là một trong những câu lạc bộ đã bày tỏ sự quan tâm đến Maguire, nhưng bị trì hoãn bởi mức phí chuyển nhượng. Manchester United định giá Maguire 50 triệu bảng, nhưng các đối tác tin rằng cầu thủ này chỉ đáng giá 35 triệu bảng. Ngoài ra, một vấn đề khác là mức lương Maguire cũng rất cao. Điều này đã bộc lộ rõ vấn đề chính của Manchester United trong những thương vụ bán cầu thủ. Quá nhiều cầu thủ được trả lương cao từ các chế độ quản lý trước đây, và những câu lạc bộ hỏi mua không sẵn sàng đáp ứng. Đó là lý do khiến các cầu thủ cũng không muốn ra đi. Tuy nhiên, Ten Hag đã làm rõ vấn đề ở vị trí trung vệ. Khi Victor Lindelof là người thay thế chính và Luke Shaw được coi là phương án dự phòng thứ hai, điều này buộc Maguire phải đưa ra quyết định. Nhưng hiện tại không có quá nhiều đội bóng sẵn sàng mua anh. Vì thế, một vụ cho mượn có lẽ là lựa chọn tiềm năng. Tottenham được cho là muốn có Sancho và Manchester United có thể dùng tuyển thủ Anh làm mồi nhử trong nỗ lực thuyết phục câu lạc bộ thành London ở thương vụ chiêu mộ tiền đạo Harry Kane. Trong khi đó, Fred có thể ở lại Premier League khi Fulham bày tỏ sự quan tâm với anh, còn McTominay cũng đã được liên hệ để chuyển đến Newcastle.